2 giờ sáng, lúc này Bimu và mọi người đã đến được Ohio. Ok, giới thiệu mấy anh, đây chính là Ohio, nơi mà em đã sinh ra. Và ngày hôm nay em sẽ cho mấy anh thấy nơi này vô cùng bình thường. Tôi thấy nó cũng bình thường đó Bimu ơi. Chỗ này tôi thấy nó không có như người ta đồn đoán đó. Trời ơi, có gì đâu, bình thường mà. Anh đừng có tin ba mấy trò nhảm nhí đó. Để đó kìa, nhắc mới nhớ. Mà nhà mày đang ở đâu vậy? Tao cũng muốn đến nhà mày chơi á. Ờ đúng rồi, sao mình không đến nhà đó nghe chơi đi. Đằng nào đây cũng là nơi mà nó sinh ra mà đúng không? Ha, được thôi. Bây giờ em sẽ chỉ mọi người đến cái nhà của em. Nhưng mà mọi người phải đi hơi xa đấy. Bởi vì nhà của em nó nằm ở đằng kia kìa. Trời ơi, sao mà nhìn không thấy gì hết trơn vậy? Ơ, hả? Ai đó? Quên hả? Mình vừa thấy có ai đó đằng sau lưng mình mà. Gì vậy Bimusi? Ngoài mình ra thì nguyên cái nhà ga này còn ai đâu nữa. Giờ này thì người ta không có đi tàu ở đâu. Hả? Nhưng mà rõ ràng là em mới thấy có một thằng... Cái gì vậy nhỉ? Em không biết nữa. Thôi chắc là do mình đi tàu nhiều quá nên là mình ảo tưởng mà. Nhưng mà chúng ta phải đi đâu mới được chứ? Thì cứ đi thẳng thôi, anh đi thẳng đến chừng nào có là có rồi. Anh nhìn kìa, nó nằm ở đằng kia kìa. Cũng khá là gần. Hả? Cái đó là nhà của mày hả? Sao nó sao vậy? Giờ không có xe, không có cọ, cũng không biết sao nữa. Thôi kệ, đành phải đi bộ vậy. One eternity later. Sau một tiếng đồng hồ đi bộ thì cuối cùng họ cũng đã đến được nhà của Doggy. Quê. Doggy, cái thằng đứng đó là tên gì á? Mày có quen nó không? Hỏi phải giới thiệu. Quên, xin giới thiệu anh. Đây chính là James, thằng em của em. Hello anh dài, khỏe không anh dài? Doggy, để tao ra chào nó cho. Mình phải thể hiện cái sự lễ phép của mình. Ai bị mua say, tao khuyên mày đừng có nên làm cái trò đó trước mặt nó. Hello bạn. Bạn nha, mình là Doggy, rất mong lòng quen với bạn. Gì vậy mấy thằng trẻ trâu này, mấy giờ rồi còn đánh lộn nữa. Đang nghe tao mặt này nha, mày chào bình thường không được, mà sao mày phải chào cái đó hả? Chào bạn, mình là Bimusi, và đây là những người anh em của mình. Mày đi đâu giờ này mới về hả? Cái gì chứ? What? Ông ở đây mà từ hồi nào vậy? Má ơi, ông to quá, ông to chắc gấp đôi mình luôn ấy. Cái gì đây? Tụi mày đi đâu mấy tuần trời giờ mới về, biết anh em lo cho tụi bay lắm không? Còn mấy thằng này nữa, sao tụi bay đi không mang vàng bạc cho báu về mà mang mấy bạ về là sao? Ông ơi, ông nói về hơi kỳ nha. Bởi vì tôi sẽ cho ông thấy tụi tôi không phải là những bạ thông thường. Được rồi, để tao lên chiến với ông chưa? Mấy nồi, cũng được đấy. Wow, tên này cứng hơn mình nghĩ. Xem ra phải dùng hết sức đánh thôi. Anh Bimu hay quá anh Bimu ơi. Ủa phải hả? Ê anh Bimu, anh có sao không? Anh Bimu ơi, anh có sao không? Anh em thấy anh cũng đang hay, anh đang thắng thế mà sao tự nhiên vậy anh bay qua đây rồi? Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Đúng là tạ thiệt mà. Còn thằng kia nữa, vô luôn đi. Ok ông luôn, tôi sợ ông chắc. Yeah! What? Không chém được. Vô lý, kiếm mình thậm chí còn không xuyên qua được một lớp da nữa. À xin lỗi mấy anh nha, ba em thực ra là tính nó hơi cọc cằn, hơi mất dạy tí. Ai, tao nghe hết như mày. Thôi, lần này thì tao cho tụi mày vô nhà đó. Wow, nhà của mày đúng là xịn thật đó Doggy. Nhà mày không có gì ngoài điều kiện luôn. Và điều kiện mày nghèo phải rồi. Hả? Một cái bồn cầu biết tự di chuyển hả? Và tên của nó là Skibidi Toilet. Đúng vậy, các bạn hãy nhớ cẩn thận. Bởi vì nó đang xuất hiện rất nhiều ở quanh khu vực này. Xung quanh đây, tôi nghĩ là các cậu cũng sẽ bắt gặp được một hai con thôi. Nên hãy cẩn thận đi nhé. Trời ơi, tối qua tụi tôi có thấy con nào đâu. Hả? Trời, sao mà quân đội nó kéo tới đây dữ vậy? Rồi xong rồi, có chuyện gì đó thật sự xảy ra rồi. Cái gì? Một cái bồn cầu biết đi hả? Đúng vậy, dạo gần đây chúng tôi đã quay được một vài cái clip về những thứ sinh vật kỳ lạ này. Cậu hãy nên cẩn thận đấy. Sao đi đâu ai cũng nói vậy con này với ta. Coi bộ là mình cũng phải tìm hiểu một tí rồi. Thôi không sao, để tôi làm cho. Ê câu, có thấy con Skibidi Toilet nằm đâu không? Ủa? Mày hiểu hả? Ừ đúng rồi, tao hiểu á. Nó nói gì tao không hiểu à. Nói với tao cùng đồng loại nhau hết mà. Wow. Đây là cái thành phố Ohio sao? Trời, mình không nghĩ là cái thành phố này nó còn bự hơn cái thành phố hồi nãy của mình ở nữa.
Hả? Cái gì vậy? Ui, đây là cái cổng. Hên quá, ra được rồi. À, thì ra đó chính là Sans. Còn đến đây làm gì vậy? Tớ không nói là tớ sẽ đi trốn cha đâu, nhưng mà wow, này Sans, cậu mới chuyển qua nơi này sống hả? À, thật ra là không phải đâu, mọi chuyện nó dài dòng lắm. Hình như mình quên mất hôm nay là ngày gì rồi thì phải. Mình nhớ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt gì đó mà. Nè, sandwich. Hi, đúng rồi anh ơi, anh đã quên mất hôm nay là ngày rất đặc biệt rồi đó. Phải, bởi vì hôm nay là ngày sinh của... Ủa, gì vậy? À, không có gì đâu anh ơi. À, em tính là thuê một cái đàn làm chuyên làm tiệc Giáng sinh, sinh nhật để mà tiếp đãi cho anh cho nó sang trọng mà. Wow, mình quên mất. Thì ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Ngày 12 tháng 8. Anh em, vô. Happy birthday to you. Trời ơi là trời, sau bao nhiêu năm, à quên, sau một năm thì cuối cùng mình đã được thổi bánh kem sinh nhật này thêm một lần nữa rồi. Ok, tôi thổi nha. Không lẽ nào, đó chính là thứ mà anh cảnh sát kia đã nói sao? Sao tới sớm vậy? Hả? Mình người vừa nghe một tiếng gì đó thì phải... Wow, what the fuck? Trời ơi con ơi, cái đó là máy bay đúng không con? Sao nó bự quá vậy? Phải đâu cha ơi, cái đó không phải máy bay đâu, cái đó là người ngoài hành tinh nó xâm chiếm trái đất mình á cha ơi, người ngoài hành tinh á. Chứ làm gì có máy bay nào nó bự cỡ vậy ở đây được. Ủa, đúng rồi đó chú ơi, đây là cái lần đầu tiên mà con thấy một cái máy bay nào bự vậy luôn á. Tính ra là con đi xuyên qua mấy cái đa vũ trụ rồi mà con chưa thấy cái nào nó bự như thế này luôn. Đốt kia, nhìn lên trên kia kìa, ta thấy có gì đó trên kia. Không xong rồi, tụi nó đã đến rồi. Không ngờ là tụi nó đến sớm như vậy. Thứ đó từ vũ trụ tới đây sao? Không biết là người ngoài hành tinh có thân thiện như mình nghĩ không nữa. Trời ơi, đi du lịch sang Mỹ qua OEO chơi một tí mà cũng không xong nữa. Trời ơi, to quá, nó to hơn mình nghĩ nhiều. Con này nó bự quá. Xem ra lúc này chỉ có mình mới chơi. Ủa, thằng đốt đen đâu rồi? Trời, ba ơi, ba leo từ từ thôi để con leo với. Con mệt lắm. Ha, thôi chết rồi. Tụi nó đã bắt đầu tấn công trái đất rồi sao? Sao mấy thằng ngoài hành tinh này nó bố láo gì vậy? Không xong rồi, không xong rồi. Mình phải chơi hết mình với nó thôi. Yay! Ủa, cái gì thế? What the hell? À, đau quá. À, đau quá. Biến hình mà đau đớn dễ sợ luôn. Được rồi, ta sẽ chơi tới bao nhiêu người luôn. À, cuối cùng mình cũng đã có mặt ở trường chuyên chú thuật. Bây giờ thì mình cần phải đi học thôi. Mình đã từ Việt Nam bay sang tới Nhật Bản chỉ để học cái trường này. Mình không hiểu mình là nghĩ gì luôn ấy. Nhưng mà thôi, cũng đã đến đây rồi thì mình cũng phải học thôi. Nè, có ai ở đây không? Ủa, cái trường này rộng vậy mà không có ai đây là hết là sao ta? Cái chỗ này nhìn cũng được, nhưng mà nhìn nó có gì đó lạ lạ. Không hề có ai ở đây luôn thiệt hả? Chán quá, đi học mà không có ai hết là sao trời. Khoan đã. Mình cảm nhận có gì đó quanh đây. Mình vừa cảm nhận được có một thứ gì đó chắc chắn đang đứng trên kia nhìn mình xuống. Nhưng mà khi mình quay lại thì nó biến mất rồi. Cứ giống như là mấy bộ phim ma vậy á. Được rồi, bây giờ mình cứ bình tĩnh lại. Không có gì hết, chỉ là những tưởng tượng của mình thôi. Ủa? Cái gì chứ? Mình vừa bị một con gì đó đánh. Phải ngay lập tức ngồi dậy. Hả? Không thể nào. Mình không tin. Chắc chắn có gì đó vừa mới xuất hiện. Mình, mắt mình không làm được. Mình vừa bị con gì đó quýnh mà. Thế có... Ủa? Hình như ở đây là... What? Tại sao có người lại để cây súng ở đây? Trời ơi, trường học mà làm như là... cái bãi chiến trường vậy á. Thôi kệ, cứ lấy đi. Đằng nào thì mình thấy là mang cây súng theo nó cũng an toàn hơn là không mang gì cả.
Ít nhất thì cũng có cái phòng nè, thôi vô đây ngủ đỡ đi. Đằng nào thì chắc do nãy mình mệt quá, anh bị ảo giác không có gì đâu. Ơi, này gì đâu mà nó toàn là mấy chuyện gì. Đâu không à. Ok, đi ngủ thôi. Căn phòng này thì cũng tạm ổn ấy. Đi, ngủ nào. Mình cảm thấy sợ quá. Mình không ngủ được. Mình không ngủ.